Rồi, về định nghĩa là như lúc nãy chúng ta nói ha, nãy giờ mình nói đó, tư duy phản biện á, nói đơn giản là cái khả năng của mình á, mình suy nghĩ, mình lập luận, mình tư duy á, mình phân tích từ cái những cái thông tin ban đầu, từ những cái giả thuyết ban đầu, mình phải phân tích, mình đánh giá, mình lập luận để mình kiểm chứng cái vấn đề đó nó đúng hay sai, sáng tỏ ha, và khẳng định lại cái tính chính xác của vấn đề, tức là mình xác định xem cái vấn đề đó đúng hay sai. Thì cái câu này nó khá dài dòng ấy, nhưng mà nó chỉ đơn giản giống như là cái hình lúc nãy mình ghi ha, mình hiểu đơn giản ha. Và cái người ta nói thêm cái việc mà lập luận phản biện á, nó phải rõ ràng, có đầy đủ bằng chứng, chứ không phải là mình lập luận hay là mình suy nghĩ theo một cách đơn giản theo cái chủ quan cá nhân của mình ha, mà phải có minh chứng và công tâm. Thì như vậy quay lại cái hình lúc nãy thật là đơn giản nhưng mà nó cũng đủ cái ý nghĩa nó à, ví dụ đây ha, đây à, cái tư duy phản biện á, là cái khả năng suy nghĩ nè, thinking ha, khả năng suy nghĩ để giúp chúng ta lập luận, phân tích, tổng hợp làm sao kiểm chứng được cái vấn đề đó đúng hay sai à, ví dụ vậy ha. Còn cái khác với cái tư duy sáng tạo là cái khả năng suy nghĩ để tìm ra cái ý tưởng mới, sáng tạo ra cái ý tưởng mới à, thì đó là cái khác biệt ha. À, còn cái định nghĩa vừa rồi là theo cái tài liệu cho nên là chúng ta thấy nó khá dài dòng ha, nhưng mà mình hiểu là đơn giản là tư duy phản biện là cái quá trình tư duy lập luận, phân tích, đánh giá từ cái thông tin ban đầu để kiểm chứng cái tính chính xác của vấn đề đó, và để đảm bảo thì cái việc lập luận đó đó, cái việc phản biện đó, cái là việc lập luận đó phải rõ ràng, phải có minh chứng rõ ràng và công tâm. Thì cái trình tự ha, giải quyết vấn đề này, để chúng ta thấy để cái chúng ta thấy được cái quy trình làm bình thường của con người chúng ta ha. Ví dụ thứ nhất á, là đầu tiên khi mà mình xác định vấn đề này, bước một nó cũng giống như bình thường các cái phần trước chúng ta học ha, xác định vấn đề này, rồi cái thứ hai là chúng ta tìm thông tin, tìm ý tưởng cho chúng ta các cái vấn đề liên quan tới cái nội dung đó ha, mà mình đi tìm thông tin, tìm ý tưởng, rồi sau đó mình đưa ra cái cách giải quyết, mình chọn chọn cách giải quyết tốt nhất, chọn cái được cái phương án giải quyết tốt nhất ha, rồi mình làm và mình kiểm thử, kiểm chứng xem là cái phương án đó có hiệu quả hay không, rồi sau đó mình mới đánh giá ha, đánh giá để mình đúc kết là cái phương án mà mình chọn đó có giải quyết được cái vấn đề đó hay không. Như vậy nếu mà giải quyết được thì tốt, còn chưa giải quyết được thì coi như đây cái mũi tên này mình hiểu ha, là phải quay lại mình làm lại cái từ đầu. Còn nếu như mà cái đánh giá mình thấy cái chuyện đó nó hiệu quả, cái cách làm đó nó hiệu quả thì coi như là mình giải quyết xong cái vấn đề. Như vậy cái việc giải quyết vấn đề á, chúng ta hiểu là đôi khi nó giống như một cái vòng lặp ha. Thì nếu như mà mình tìm ra cái cách làm đúng, cách làm tốt và hiệu quả thì cái vòng lặp nó sẽ kết thúc sớm. Còn nếu không là mình cứ như rơi vào cái vòng lặp để mình thực hiện cái công việc đó nè. Đây là một số cái ví dụ tương tự như vậy ha. Thì cái ví dụ ở đây hình này là nó khá đơn giản nè. Đây là cái hai cái hình mà nó đơn giản nhất ha. Ví dụ cái hình bên trái chúng ta thấy ha, là cái đây là cái hình, cái ví dụ cho cái người mà không có cái tư duy nè. Ông này ông cắt cái sợi dây nhưng mà nó làm rớt cái thùng ở bên trên xuống ngay cái đầu của ông ha, thì rõ ràng là nó không có cái người này là cái tư duy là không không tốt. Tương tự ha, cái người thứ hai ở bên phải cũng vậy. Ông này thì ngồi ở bên trong cái nhánh cây cưa đó, tuy nhiên là cũng cái dở là cái thang nó lại nằm ở bên ngoài cái nhánh cây, cho nên là sau khi mà cưa nó đổ cái nhánh cây thì cái thang để đi xuống cũng cũng rơi mất cái thang luôn. Như vậy thì cái này là cũng cái tư duy cũng không không tốt ha. Đây đó, thì như vậy để cái ví dụ này em cho chúng ta thấy ha, khi mà mình lập luận mình mà không tốt cái vấn đề đó thì sau khi mình thực hiện xong cái cách giải quyết, ví dụ đây là cắt cây dây ha, hoặc là cưa cây đó, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề mới. Rồi, đây là cái ví dụ
rất phổ biến ha, trong hiện nay đi học hoặc là đi làm này kia vân vân, là rất nhiều trường hợp chúng ta thấy là cái cách trả lời như này. Ví dụ ha, giả sử đây cái sinh viên thứ nhất nè mới phát biểu là bạn ha học rất kém. Sinh viên thứ hai mới phản lại không đúng, tôi thấy bạn A học cũng khá. Thì như vậy cái câu hỏi đặt ra là cái sinh viên thứ hai này trả lời như vậy là đã có tư duy phản biện hay chưa? Đó, ví dụ vậy ha. À, thì cái này bình thường chúng ta đọc cái này chúng ta thấy khá đơn giản ha. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt trong cái ngữ cảnh đó là mình đang nói về tư duy phản biện đó, thì câu trả lời là sinh viên thứ hai này trả lời theo cái cách là không có tư duy phản biện. Đó. Tại vì như vậy lúc nãy chúng ta nói sao? Tư duy phản biện á là mình phải lập luận, mình để mình kiểm chứng đó vấn đề đó đúng hay sai và có minh chứng rõ ràng. Như vậy bây giờ cái lập luận của sinh viên thứ hai này phản lại là không đúng, không đồng tình đó. Và nói là bạn A học cũng khá, nhưng mà minh chứng đâu để cho thấy là bạn A học khá? Thì cái sinh viên thứ hai này không nói lên được cái minh chứng đó trong cái câu trả lời. Như vậy thì đây là cái cách trả lời mà chưa áp dụng cái tư duy phản biện vào ha. Thì chúng ta hiểu như vậy. Như vậy nếu như mà chúng ta nói về cái tư duy phản biện thì sau này chúng ta nên tránh các cách trả lời này ha. Mình nói một cái vấn đề gì đó, mình phản biện lại, mình lập luận lại, thì mình phải có cái minh chứng ra, mình mới có cái kết luận, thì người ta mới thuyết phục được. Đây là một cái ví dụ ha, nó hơi dài một tí để đảm bảo cái câu trả lời, nhưng mà trong thực tế thì mình có thể nói ngắn hơn một tí ha. Ví dụ đây là bạn A học sinh khá giỏi vì cái cách bạn A đưa ra câu trả lời cho giáo viên này như thế nào đó, như vậy. Dĩ nhiên là trong thực tế chúng ta có thể giảm bớt cái độ dài này đi. Nhưng mà mình hiểu ha, đây là cái minh chứng nè, là bạn A như thế nào đó. Rồi cái minh chứng thứ hai ha, và cái điểm số kết quả thông thông thường của bạn A như nào, ví dụ vậy. Thì đó là hai cái minh chứng để chứng tỏ là cái sinh viên một nói không không đúng. Như vậy thì đây là cái cách trả lời mà chúng ta gọi là trả lời có tư duy phản biện, tức là mình có cái minh chứng rõ ràng cho cái vấn đề đó. Thì nhắc lại ha, là trong thực tế mình có thể giảm bớt cái độ dài của câu câu trả lời này ha, nhưng mà mình nhớ đơn giản là khi mình lập luận để mình phản biện lại một cái gì đó thì mình phải đưa ra minh chứng mới thuyết phục được người ta, chứ mình không có trả lời như giống như cái bạn sinh viên thứ hai ha. Thì có thể là người ta cũng biết cái vấn đề đó, nhưng mà khi cái câu mình nói á, là nó không có cái minh chứng cho cái câu của mình. Thì đây là một cái để chúng ta nhớ ha, chúng ta tránh ra là tương tự những cái tình huống kiểu như vậy. Tức là khi chúng ta trả lời cái gì đó hay là chúng ta phản biện cái gì đó thì phải có lập luận, có minh chứng nó rõ ràng, chứ không không phải là nói suông cái vấn đề đó. Rồi, đây là một số cái định nghĩa khác. Cái lúc nãy cái định nghĩa đầu tiên ha, là đầy đủ nhất ha. Đây là một số cái định nghĩa khác ha. Cơ bản thì chúng ta đọc tương tự như vậy ha. Chúng ta có thể đọc thêm ha, nhưng mà mình nhớ cơ bản nhất như lúc nãy mình nhớ thật đơn giản ha. Tư duy phản biện là cái khả năng suy nghĩ, lập luận, đánh giá vấn đề để kiểm chứng cái vấn đề đó đúng hay sai. Và cái việc lập luận đó, đánh giá đó phải thông qua cái minh chứng rõ ràng và công tâm. Rồi mình hiểu đơn giản như vậy ha. Rồi. Thì cái tư duy phản biện người ta nhận xét nó như là một cái sự hợp lại của cái tổng hợp của cái kỹ năng của con người, cái khả năng của con người ha. Là bao gồm cái khả năng, cái kỹ năng của con người là bao gồm cả ba mảng này như chúng ta từ đầu giờ nói đó, kiến thức, kỹ năng và thái độ đó. Như vậy thì mỗi chúng ta để chúng ta tập và chúng ta có được cái tư duy phản biện á, là chúng ta phải đều phải phải có cả ba mảng đó, là kiến thức,
kỹ năng và thái độ. Thì đây là một số cái phát biểu và cái thêm về cái tư duy phản biện ha. Rồi. Nói về tầm quan trọng của tư duy phản biện á, thì cái này như một số cái ví dụ vừa rồi chúng ta thấy ha, thì rõ ràng chúng ta thấy là trong thực tế tư duy phản biện nó rất quan trọng. Tức là mình nhìn vào cái vấn đề đó, mình phân tích, mình đánh giá và mình nhìn vào các cái minh chứng đó, mình nhìn nhận vấn đề nó sâu sắc toàn diện hơn. Chúng ta hiểu vậy ha, chứ không phải là mình mới nghe hay là mình mới nhìn thấy, mình không có lập luận hay là không có dựa vào minh chứng mà mình đã kết luận vội vã rồi, thì như vậy nó không hay. Thì chúng ta nên nhớ ha, chúng ta nên tập, chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá, chúng ta kiểm chứng cái vấn đề đó đúng hay sai rồi chúng ta mới ra kết luận. Thì người ta có thể xem như cái tư duy phản biện là cái quá trình mà chúng ta vận dụng cái khả năng của con người chúng ta vào cái việc phân tích lúc nãy đó ha, tổng hợp đánh giá cái sự việc ý tưởng để kiểm chứng xem cái vấn đề đó đúng sai như nào. Từ cái tư duy phản biện đó nó cũng thúc đẩy cái sáng tạo ha, tức là cái mong muốn để chúng ta giải quyết vấn đề đó, tại vì chúng ta phải phải phân tích, chúng ta phải suy nghĩ, phải chúng ta phải lập luận ha, cho nên là chúng ta cũng mong muốn là tìm ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Như vậy thì cũng có thể là cái giải pháp đó là một chúng ta tạo ra cái giải pháp mới, cái cho nên là nó cũng thúc đẩy ha, người ta đánh giá là cái tư duy phản biện nó cũng thúc đẩy cái sự sáng tạo. Tương tự ha, cũng từ cái việc mà lập luận phân tích tổng hợp đó thì nó cũng giúp cho cái kỹ năng thuyết trình và cái khả năng phân tích, khả năng nói của mình, trình bày cái ý tưởng của mình, ý kiến của mình nó rõ ràng hơn, chứ không phải là mình nói xong rồi mình thôi, mà mình phải phải đưa kèm cái minh chứng, cái dẫn chứng đi kèm. Như vậy thì cái cách nói chuyện của mình nó cũng thuyết phục hơn, người nghe cũng đảm bảo được cái thông tin ha, chứ không phải là mình thiếu cái minh chứng. Thì như vậy cái theo cái nhận xét tương tự lúc nãy ha, giống như cái quy trình vừa rồi á, thì cái tư duy phản biện nè, critical thinking ha, từ cái tư duy phản biện đó nó giúp chúng ta là đi giải quyết vấn đề ha, problem solving nè, theo cái trình tự ha. Đầu tiên là chúng ta phân tích, analyze ha, chúng ta phân tích nè, tìm nguyên nhân rồi đưa ra giải pháp nè, rồi thực hiện để đánh giá giải pháp, giải quyết vấn đề và chúng ta ra quyết định. Vì vậy ha, thì đó là cái vòng để thực hiện chúng ta giải quyết vấn đề tương tự như lúc nãy. Thì theo nhận xét ở đây ha, ở Việt Nam chúng ta thì cái tư duy phản biện được đánh giá rất cao, và rất cần ha, cho cái công việc, cái ngành nghề chúng ta gần như là trong mọi lĩnh vực ha, thì cái tư duy phản biện được đánh giá là rất cần thiết. Như vậy chúng ta phải tập làm sao đó để mình vận dụng hiệu quả hơn các cái kỹ năng vào trong cái việc học, việc làm của mình sau này. Quan trọng là chúng ta tập ha, như lúc nãy ha, chúng ta tập từ từ, không nên vội vã ha, đưa ra cái kết luận mà mình phải nhìn vào cái vấn đề, nhìn vào các cái thông tin ban đầu, mình suy nghĩ, mình lập luận như nào đó, tổng hợp số liệu như nào đó để mình kiểm chứng xem vấn đề đó đúng hay sai như nào, cái cách giải quyết như nào thì tốt, như thế nào thì phù hợp, chứ không không nên quá quá vội vàng. Thì ta phải tập từ từ những cái này, và cái rèn luyện này là lâu dài ha, chứ không không thể nào nhanh được ha, cho nên là chúng ta hiểu là cái quá trình mà tư duy phản biện rèn luyện này thì phải là kiên trì mới được. Một cái lưu ý ha, là chúng ta đừng có ngại ha, cái này chúng ta hay hiểu lầm, có một số người là nói là cái phản biện, cái tranh luận, tranh biện đôi khi là chúng ta hiểu sai ha, cái người mà hay cãi đôi khi chúng ta lại đồng hóa với cái việc mà chúng ta phản biện. Cãi là đôi khi chúng ta thì phải hiểu là nó khác ha,
cãi là nhiều khi là biết sai rồi nhưng mà vẫn cố cãi để tỏ vẻ là mình đúng, thì cái đó không phải là gọi phản biện. Phản biện ở đây là mình phải tôn trọng cái vấn đề đúng, tức là mình tìm ra, mình xác định cái đó đúng sai như nào đó để mình phản biện cho nó ra vấn đề. Như vậy thì là mình tôn trọng cái đúng sai ha. Còn cái cãi lại á, là mình phải hiểu là đôi khi cái chuyện đó là có thể biết sai rồi nhưng mà vẫn cãi, nó khác nhau ha, cho nên là chúng ta nên tránh hiểu lầm giữa các cái từ đó. Thì cái tranh luận á, lập luận á, là cái việc mà chúng ta dùng cái minh chứng ha, cái bằng chứng để chúng ta làm, cái đó là cái quan trọng ha. Khả năng phân tích, tổng hợp và suy nghĩ dựa trên cái minh chứng, cái bằng chứng, chứ không phải là mình thấy sai rồi nhưng mà mình vẫn đưa ra cái kết luận theo kiểu mà có lợi cho mình hay là gì đó, hay là cố ý mà cãi gì đó là không đúng ha. Rồi, để rèn luyện đó thì như lúc nãy em ta nói ha, phải từ từ thôi. Đầu tiên là mình phải có cái kiến thức, đúng không? Mình có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm, có trải nghiệm rồi, và mình hình thành cái thói quen đặt câu hỏi nghi ngờ. Mình là chứ không nên vội kết luận ha, mà chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta nghi vấn cái vấn đề đó để mình xem xét lại cái vấn đề đó đúng sai như nào, cái dẫn chứng, minh chứng ở đâu, vân vân, ví dụ vậy ha, chứ không không nên đưa ra kết luận liền. Thì thông thường cái này như chúng ta cũng thấy ha, đó là cái 5W1S nè, cái vấn đề đó là gì nè, nó xảy ra khi nào, ở đâu, tại sao, ai thực hiện, vân vân, nó như thế nào, ví dụ vậy ha. Rồi cái như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi để mình nghi ngờ, nghi vấn, để mình kiểm chứng lại cái vấn đề đó đúng hay sai, mình lập luận ha. Và quan trọng là chúng ta khách quan, như lúc nãy ha, mình không có dựa trên cảm tính hay là mình mong muốn là cái đó có lợi cho mình, rồi mình chuyển thành là cái khái niệm là nó tranh cãi, nó không không chính xác, mà mình phải khách quan ha, để mình nhận xét đó vấn đề đó đúng sai như nào, mình có cái lập luận, có cái minh chứng nó rõ ràng. Rồi, một cái phương án kỹ thuật ha, một cái phương pháp mà áp dụng, thì cái này áp dụng này nó cũng rất mất mất rất nhiều thời gian và thường là làm trong nhóm. Cái này cũng áp dụng trong nhóm ha, để chúng ta tập cái làm việc nhóm và tập về cái khả năng tư duy chúng ta, thì chúng ta gọi cái này là phương pháp 6 chiếc mũ tư duy. Thì ví dụ ở đây chúng ta giả sử là có 6 cái màu ha, thì khi áp dụng á, là chúng ta trong nhóm có thể là mỗi một cái thời điểm á, chúng ta giả sử là chúng ta làm một màu mũ thôi, rồi chúng ta mới xoay lần lượt ha, cho đủ tới cái 6 cái màu này. Chúng ta hiểu ý tưởng là như vậy. Thì cái màu thứ nhất là màu trắng nè, chúng ta gọi là objective ha, là trung lập, là khách quan, là dựa vào dữ liệu, để chúng ta tìm những cái vấn đề nó còn thiếu. Thì như vậy cái màu trắng mình có thể hiểu là trung lập, khách quan và dựa vào dữ liệu ha, để tìm cái thông tin thiếu. Như vậy cái này chúng ta phải hiểu là cái này là dựa trên minh chứng nè, trung lập, khách quan và dựa vào dữ liệu, tức là có cái minh chứng ha, để mình tìm cái nó chưa có, tìm cái thông tin thiếu, tức là tìm cái thông tin chưa có ha. Thì đó là cái trường hợp mà khi mà chúng ta giả sử là cho cái nón màu trắng. Cái màu thứ hai là màu đỏ, đó là nói về trực giác, tức là nêu vấn đề hay là nêu ý tưởng giải pháp dựa trên trực giác, dựa trên linh cảm mà không cần bất kỳ một cái lý do cơ sở nào hết. Tức là cái này là cái trường hợp mà chúng ta đang giả định đó, chúng ta đưa ra ý tưởng cái vấn đề gì đó bằng trực giác, bằng giác quan của mình ha. Đó như vậy là cái tình huống mà của cái nón màu đỏ, là cái thời điểm ấy chúng ta nhớ ha, là đưa ra ý tưởng dựa trên trực giác, dựa trên linh cảm, không cần bất kỳ một cái lý do cơ sở nào hết. Như vậy cái này nó gần như là nó có thể chúng ta hiểu là nó hơi đối lập với cái nón màu trắng ha,
cái nón màu trắng thì phải có minh chứng, phải có dữ liệu và khách quan, còn cái nón màu đỏ thì là cứ làm trên trực giác, trên cả linh cảm thôi, mà không cần cái minh chứng, không cần cái lý do. Cái màu thứ ba là màu vàng á, positive, chứ chúng ta gọi là tích cực ha, lạc quan. Tức là cái này là chúng ta đưa ra cái khuyến khích mà mang tính chất là lợi ích tích cực, tức là đề xuất cái những cái ý tưởng, ý kiến gì đó mang tính chất là tích cực ha, có giá trị, thấy cái gì đó mà có lợi á, là làm. Mình hiểu đơn giản vậy ha, là positive. Nó ngược với cái nón màu đen là negative, là những cái thời điểm mà chúng ta nêu ra những cái khó khăn, tức là cái, hay là cái thời điểm mà chúng ta e dè, e ngại gì đó, cái gì nó có sự mạo hiểm gì đó trong cái vấn đề đó, thì chúng ta, đây là cái nón màu đen. Là như vậy, cái đen với cái vàng là đối lập nhau, trắng với đỏ là hơi đối lập nhau ha. Rồi cái màu tiếp theo là creative, là sáng tạo ha, tức là chúng ta đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo, cái giải pháp, ví dụ vậy ha, mang tính chất là sáng tạo để có cái giải pháp, cho tìm được cái giải pháp nó phù hợp, thì đầu tiên mình đưa ra các ý tưởng trước. Rồi cái cuối cùng là mình hiểu là quyết định ha, cái màu xanh này là quyết định nè, proceed, đây là làm theo tiến trình, quản lý tiến trình, và đó là cái người điều khiển, người tổ chức. Như vậy thì cái màu xanh dương này là coi như là cái thời điểm mà chúng ta tổng kết lại mọi vấn đề, là để đưa ra cái kết luận cuối cùng. Đó là, thì đó là cái màu xanh dương. Thì như vậy đó là ý nghĩa của sáu cái màu ha. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện nè, ví dụ ha, thì đầu tiên á, là cái này chúng ta nhắc lại ha, là cái này chúng ta làm trên nhóm ha. Giả sử là cái đời thời điểm thứ nhất này là đang, giả sử là ở thời điểm nón màu trắng, thì tất cả các thành viên trong nhóm mình nêu lên những cái thông tin, những cái ý kiến mà dựa trên thông tin ha, dựa trên cái giả thuyết có trước, tức là chỉ dựa trên cái chắc chắn đúng thôi. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên ha. Rồi cái giai đoạn thứ hai là đưa lên những cái ý kiến sáng tạo, chưa có phân tích gì hết ha, mình đưa lên những cái ý kiến mang tính chất là sáng tạo để giải quyết vấn đề. Tới cái giai đoạn thứ ba, là cái nón màu vàng là đánh giá những cái ưu điểm nè, cái lợi ích, đó là cái màu vàng là mang tính chất tích cực ha, còn màu đen là đánh giá những cái rủi ro, cái nguy hiểm, cái mạo hiểm gì đó. Là hai cái này nó đối lập ha. Rồi sau đó qua cái màu đỏ là nêu những cái quan điểm mà mang tính chất là trực giác, tức là không không dựa trên lý do ha. Rồi sau đó mới cuối cùng là tổng hợp lại, tổng kết lại để tìm ra cái cách hay là cái phương án giải quyết tối ưu nhất, tốt nhất. Thì đó là cái quy trình làm nó như vậy. Thì cái này chúng ta cũng làm theo đội, theo nhóm ha, và cũng mất khá nhiều thời gian. Nó cũng mang máng, chúng ta thấy cũng mang máng như là cái kỹ thuật động não lúc nãy á, cũng làm theo nhóm và chia ra thành từng giai đoạn á. Thì cái này nó cũng gần gần tương tự như vậy, nó chỉ khác là một tí ha, là về từng cái thời điểm đó, mỗi cái công việc nó có một cái ý nghĩa riêng ha. Thứ nhất là ví dụ thầy nhắc lại ha, màu trắng nè là dựa trên những cái thông tin, những cái có trước, những cái biết trước ha, để tìm ra những cái chưa có. Rồi cái phần thứ hai là đưa ra những cái ý tưởng, ý kiến mà có tính chất sáng tạo để giải quyết vấn đề. Rồi cái giai đoạn thứ ba là đánh giá cái ý tưởng, ý kiến đó, màu vàng thì là tích cực, còn màu đen thì là tiêu cực. Rồi giai đoạn thứ tư là nêu những cái quan điểm mà thiên về cảm xúc trực giác, không cần biết lý do ha. Và sau đó là giai đoạn cuối cùng là chúng ta tổng kết lại để chọn cái cách giải quyết tối ưu nhất. Thì đó là sáu giai đoạn, sáu bước, theo cái sáu chiếc mũ tư duy. Thì cái cách này nó cũng là khá cầu kỳ, nó chỉ phù hợp với những cái công việc lớn ha, và chúng ta làm nhóm đây ha. Còn những công việc nhỏ mà chúng ta làm này thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian, cho nên là cái mà áp dụng ở đây thì mình biết ha, nhưng mà sau này mình có thể áp dụng trong trường hợp mà làm đội, làm nhóm và những cái công việc nó phức tạp ha,
để mình áp dụng nó vào. Chứ còn những cái công việc nhỏ thì mình làm cái này thì nó sẽ mất thời gian nhiều. Thì cái phương pháp này người ta đánh giá là nó rất hiệu quả, nhìn được vấn đề, đánh giá được vấn đề ở nhiều cái góc nhìn khác nhau, từ đó đưa ra cái quyết định tốt hơn. Mình hiểu rõ được các cái vấn đề ha, biết được cái đúng cái sai, cái tốt, cái tức là cái lợi ích, cái là cái màu vàng ha, nguy cơ rủi ro màu đen này, vân vân. Mình phân tích được đủ mọi hướng hết, cho nên là đảm bảo tới lúc mà quyết định đó, thì nó sẽ chính xác hơn. Rồi, đó là chúng ta nói xong về cái phương pháp áp dụng về cái 6 chiếc mũ tư duy ha. Còn cái slide này là chỉ thêm vào thôi ha, để như lúc nãy ta nói là cái khác nhau giữa cái phản biện với cái chê bai với cái tranh cãi đó, thì cái này để chúng ta tránh chúng ta hiểu lầm ha. Một số người hay đồng hóa với các cái nội dung đó với nhau, thì cái này chúng ta phải khẳng định ha, cái này nó khác rõ ràng. Phản biện á, là chúng ta lập luận, chúng ta phân tích tổng hợp và dựa trên minh chứng rõ ràng ha. Còn chê bai là đôi khi mình bất chấp, mình biết cái chuyện đó rồi nhưng mà vì một cái vấn đề gì đó, vì một lý do gì đó, đôi khi mình biết nó đúng rồi nhưng mà mình vẫn chê, như vậy. Thì hai cái chuyện đó nó khác nhau ha, cho nên là cái việc chê bai giống như là đi moi móc ra những cái điểm yếu, điểm xấu, cố ý tìm những cái lỗi của người ta để chứ không phải là phản biện. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành cái nội dung về cái tư duy sáng tạo và phản biện ha. Chúng ta xem lại có bạn nào thắc mắc hay là muốn hỏi thêm gì có thể trao đổi thêm.